Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thương hiệu và thị trường của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Sau đây như thường lệ sẽ là những tin tức thị trường trong tiểu mục Chuyển động thị trường. Trước việc sụt giảm doanh số mạnh trong tháng 2 vừa qua, bước sang đầu tháng 3, hàng loạt hãng xe đã điều chỉnh giá bán từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng đồng thời tiếp tục thực hiện các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và hỗ trợ lệ phí trước bạ cho khách hàng để kích cầu doanh số. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 3, hãng xe sang Mercedes-Benz Việt Nam điều chỉnh giá bán xe thuộc những dòng xe C-Class, E-Class, GLB, GLE và AMG sản xuất năm 2022 với mức giảm từ 210 đến 719 triệu đồng, giúp giá bán dao động từ 1,389 đến 6 tỷ đồng. Thành công Group cũng điều chỉnh giá bán mẫu BSUV Hyundai Creta với mức giảm đến 41 triệu đồng, giúp giá bán lẻ mới chỉ từ 599 triệu đồng. Mẫu xe Hàn Quốc là Kia Sentos sau nhiều lần được Thaco Auto điều chỉnh đã đưa giá bán về mức từ 604 đến 719 triệu đồng. Toyota Việt Nam cũng điều chỉnh giá bán lẻ của hai mẫu xe chủ lực của hãng là Vios giảm 47 triệu đồng và Veloz Cross giảm 38 triệu đồng, giúp giá bán mới lần lượt chỉ còn từ 458 triệu và 638 triệu đồng. Các chuyên gia cho rằng xu hướng chủ đạo của thị trường ô tô trong nước đầu năm 2024 là giảm giá. Điều này tương tự như cả năm 2023 khi hầu hết hãng và đại lý đều khuyến mãi bằng nhiều hình thức để kích cầu, trong đó có việc xả kho, đặc biệt là những mẫu xe sản xuất những năm trước. Đây cũng là lý do nhiều hãng chưa vội giới thiệu sản phẩm mới trong quý đầu năm. Nhiệm vụ trước tiên là xài phóng hàng. Bộ Công Thương vừa đưa ra dự thảo thông tư quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh để lấy ý kiến rộng rãi của các đơn vị, tổ chức cá nhân. Thông tư này quy định về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và trách nhiệm của các đơn vị tham gia thị trường điện. Áp dụng đối với các đơn vị tham gia thị trường điện gồm đơn vị mua buôn điện, đơn vị phát điện, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị truyền tải điện. Theo quy định tại luật điện lực và quyết định số 63-2013 quy DTTG của Thủ tướng Chính phủ, thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam được hình thành và phát triển theo các cấp độ. Thị trường phát điện cạnh tranh cấp độ 1, thị trường bán buôn điện cạnh tranh cấp độ 2, thị trường bán lẻ điện cạnh tranh cấp độ 3 thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ tháng 7 năm 2012 đến hết năm 2018, Bộ Công Thương đã đưa thị trường phát điện cạnh tranh vào vận hành chính thức và đưa thị trường bán buôn điện cạnh tranh vào vận hành chính thức từ tháng 1 năm 2019. Việc tiếp tục hoàn thiện các cơ sở pháp lý cũng như hướng dẫn thực hiện sẽ tạo sự minh bạch cạnh tranh giữa các bên tham gia thị trường, góp phần phát triển thị trường điện Việt Nam bền vững. Ngày 13 tháng 3, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục trào thầu thành công 14.999,7 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 1,4% một năm. Đã có 12 thành viên trúng thầu trên tổng số 13 thành viên tham gia theo phương thức đấu thầu lãi suất, xét thầu đơn giá. Tín phiếu sẽ được đáo hạn vào ngày 10 tháng 4 năm 2024. Trước đó ngày 11 tháng 3, Ngân hàng Nhà nước cũng đã mở lại kênh đấu thầu tín phiếu, hút gần 15.000 tỷ đồng ra khỏi hệ thống sau 4 tháng tạm ngưng nghiệp vụ này. Hoạt động bơm hút tiền qua kênh tín phiếu là nghiệp vụ thông thường của Ngân hàng Nhà nước tác động đến lượng tiền trên thị trường liên ngân hàng nơi các nhà băng vay mượn lẫn nhau, không lưu thông trên thị trường dân cư. Theo các chuyên gia, việc hút tiền qua tín phiếu sẽ khiến một lượng tiền không lưu thông đi từ hệ thống ngân hàng thương mại vào ngân hàng nhà nước. Hoạt động này không tác động tới thanh khoản chung hay cung cầu ngoại tệ mà gián tiếp tác động lên tỷ giá. Thưa quý vị và các bạn, Cửa thông minh tự động hiện nay đã có độ phủ rộng khắp cả nước, đặc biệt là các thành phố lớn đang phát triển. Với mật độ các căn hộ cao cấp, căn biệt thự được xây dựng thì nhu cầu lắp cửa thông minh nhằm giản tiện thao tác và tối ưu tính bảo mật, an toàn cho ngôi nhà đang được rất nhiều người lựa chọn. Các dòng cửa thông minh tự động được thiết kế và sản xuất đáp ứng chất lượng thực tế đặt ra trong các khu công nghiệp, văn phòng, sảnh tòa nhà, showroom Cửa thông minh trên thị trường hiện nay đã được kiểm nghiệm thực tế với trên 3 triệu lần đóng mở mà không hề có dấu hiệu suy giảm về hiệu năng, tuổi thọ, hết sức lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi làm việc với công suất cao. Cửa thông minh có nhiều loại cho khách hàng lựa chọn. Mỗi một bộ cửa có cấu tạo khác nhau, tuy nhiên đều có các thiết bị chính là động cơ và bộ điều khiển phù hợp với từng kiểu nhà hay văn phòng. Tính ưu việt của cái các loại cổng cửa thì nó có cái tính bảo mật rất là cao. Ngoài ra thì độ chống nước rất là tốt, trên cái sản phẩm này của chúng tôi thì được nhập khẩu trực tiếp. Khách hàng hoàn toàn yên tâm với cái sản phẩm Harico Bộ vi xử lý thông minh tự động của cửa thông minh đóng mở với độ chính xác cao. Theo từng chuyển động, kết hợp thiết kế chuyển động duy nhất, kết hợp hệ thống phanh với điều khiển motor thông minh cho phép cánh cửa di chuyển nhanh mà vẫn giảm được chấn động dung tại điểm cuối, giúp người sử dụng dễ dàng điều khiển theo ý muốn rất dễ dàng sử dụng và tất cả mọi người đều sử dụng được. Ngoài ra thì hệ thống còn có cái khả năng cảm biến nên nếu mà gặp vật cản thì hoạt động rất là an tâm. Cái cổng này thì gia đình nhà tôi lắm được gần một tháng rồi, sử dụng thì nó cũng thuận tiện dễ dàng, có thể là người già, người trẻ con đều sử dụng được và giá cả thì tôi thấy nó hợp lý, làm nó rất là thuận tiện cho việc đi lại không cần phải ra đến tận cổng mới đóng được cửa cổng tự động thông minh hiện nay chủ yếu được nhập khẩu từ các nước Nhật Bản Hàn Quốc Italia Đức Đài Loan sản phẩm được phân phối trên thị trường đa dạng phong phú với giá cả hợp lý mỗi người tiêu dùng hãy là những khách hàng thông thái để lựa chọn trong ngôi nhà của mình sản phẩm tốt nhất hợp lý nhất tránh mua phải những sản phẩm chất lượng kém mà giá thành cao thưa quý vị và các bạn Công ty Than Khánh Hòa VVMI là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV, trải qua nhiều giai đoạn xây dựng và phát triển. Đến nay công ty đang tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại trong khai thác, đồng thời làm tốt công tác chăm lo đời sống người lao động, đưa công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Trong thời kỳ đất nước đổi mới, đặc biệt từ năm 2003 khi Công ty Than Việt Nam đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn, công ty đã được Công ty Than nội địa tổng công ty than Việt Nam đầu tư các thiết bị khai thác và vận chuyển hiện đại, tăng cường đổi mới công tác quản lý nên sản lượng bóc đất và sản lượng than tăng cao, đáp ứng nhu cầu than của nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn và nhu cầu sử dụng than của thị trường. Ngoài ra công ty còn đẩy mạnh sản xuất đá trên cơ sở đá thải trong quá trình khai thác than để cung cấp cho nhà máy xi măng Quán Triều. đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ công nhân viên công ty được cải thiện. Công ty cũng đã thực hiện đầy đủ các cái chế độ chính sách đối với người lao động và đặc biệt là tạo được cái công an việc làm cũng như là thu nhập uh, cho người lao động và trong năm qua thì uh, chúng tôi cũng uh, có được cái mức thu nhập mà uh, ổn định và cái uh, cuộc sống của mỗi gia đình người lao động được luôn được đảm bảo và được luôn được sự quan tâm của uh, công ty năm 2023 về thu nhập bình quân người lao động đạt uh, sấp xỉ 12 triệu đồng trên người trên tháng uh, và thu nộp ngân sách uh, trong năm 2023 thì tôi tổng thu nộp ngân sách là 244,7 tỷ đồng với quan điểm là doanh nghiệp đã các khoản sản mà trực thuộc hiện nay là doanh nghiệp nhà nước nên chúng tôi cũng rất quan tâm đến tình hình là thu nộp ngân sách và đóng góp một nghĩa vụ với ngân sách cũng như là ổn định an sinh xã hội trên địa bàn Hiện nay số lao động của công ty sau khi đã được cơ cấu lại còn trên 750 người, có trình độ quản lý, tay nghề kỹ thuật, nghiệp vụ cao và được đầu tư nhiều trang thiết bị sản xuất hiện đại. Nhiệm vụ chính của công ty là khai thác và chế biến than cấp cho nhà máy nhiệt điện cao hạn. Các nhà máy xi măng của tổng công ty và công ty than Bắc Thái với khối lượng than tiêu thụ hàng năm khoảng 600.000 tấn. Công ty luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, đồng thời làm tốt công tác an sinh xã hội với địa phương đến đây chuyên mục thương hiệu và thị trường của đài phát thanh truyền hình thái nguyên xin được khép lại cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt